Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Thủ tướng chủ trì họp thường trực chính phủ về COVID-19, phong tỏa chung cư ở Hà Nội với hơn 1.000 hộ dân vì ca mắc COVID-19 mới. Cần Thơ trao chứng nhận đầu tư dự án nhiệt điện Ô Môn 2 với số vốn đăng ký 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đó là những nội dung chính của phần thời sự trong nước chiều nay. Vâng, và trước tiên mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế có trong thế giới chuyển động cùng với biên tập viên Thanh Quyền. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Tú và chị Anh Thư. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Hàn Quốc phát triển radar tầm xa tăng cường năng lực phòng không. Chạy đua điều chế vaccine ngừa COVID-19 cùng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2. Số nạn nhân trong vụ vỡ sông băng trên dãy Himalaya tăng mạnh. Thưa quý vị, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc vừa cho biết, nước này sẽ phát triển một loại radar tầm xa tự thiết kế, thay thế loại radar cũ mua của nước khác. Loại radar mới sẽ có khả năng theo dõi và xác định các máy bay nằm trong vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, đồng thời gửi thông tin về trung tâm kiểm soát và báo cáo không lực để thực hiện các chiến dịch phòng vệ. Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá 46 tỷ won, tương đương với 41 triệu đô la Mỹ với một nhà thầu quốc phòng trong nước nhằm phát triển dự án kéo dài 4 năm để đưa radar tầm xa vào sử dụng năm 2027. Loại radar mới được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thông qua việc thay thế radar của nước ngoài bằng sản phẩm nội địa. Chính quyền Palestine thông báo sẽ bắt đầu sử dụng mã bưu chính của riêng mình nhằm đơn giản hóa việc chuyển phát bưu chính tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cũng như khẳng định chủ quyền. Hiện thư và bưu phẩm quốc tế gửi đến hoặc đi từ vùng bờ Tây bị chiếm đóng phải đi qua Jordan hay Israel. Nhưng từ ngày 7 tháng 2, chính quyền Palestine đã đề nghị Liên hiệp Bưu chính Toàn cầu thông báo tới các quốc gia thành viên rằng mã bưu chính của Palestine bắt đầu có hiệu lực. Và từ tháng 4, các bưu kiện không dán mã bưu chính của Palestine sẽ không được xử lý. Đây là vấn đề nhằm khẳng định chủ quyền của Palestine, cũng như giúp chấm dứt việc bắt giữ những chuyến tàu từ nước ngoài, trong đó có 6 tấn hàng hóa bị giữ lại ở Jordan năm 2018. Ấn Độ thông báo đang phát triển thêm 7 loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này sản xuất, trong đó có 3 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm và 2 loại đang trong giai đoạn tiền lâm sàng. Hiện Ấn Độ đang sử dụng vaccine Covishield của AstraZeneca của Anh và Covaxin của Ấn Độ. Hai vaccine này đang được sử dụng trong tình huống khẩn cấp, được giám sát đầy đủ và có kiểm soát. Quyết định về việc đưa vào sử dụng đại trà sẽ được đưa ra tùy tình hình. Tính đến sáng nay, ngày 8 tháng 2, thế giới đã có trên 106,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,32 triệu trường hợp tử vong. Ấn Độ hiện là tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, với tổng cộng hơn 10,8 triệu người đã nhiễm bệnh. Vaccine ngừa COVID-19 đã có, nhưng nỗi lo vẫn còn vẹn nguyên khi thế giới phải quay trở lại về trạng thái đóng cửa biên giới, siết chặt hạn chế đi lại như hồi mới bùng phát dịch. Nguyên nhân là do xuất hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với nhiều đặc điểm lo ngại. Hiện có tới khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2 trên khắp thế giới, và thế giới giờ lại phải tiếp tục bước vào cuộc chạy đua phát triển vaccine đối phó với biến thể của virus SARS-CoV-2. Trong số hơn 4.000 biến thể virus SARS-CoV-2 trên khắp thế giới được ghi nhận cho đến nay, biến thể có nguồn gốc từ Anh được phát hiện lần đầu vào tháng 12 năm 2020, hiện được coi là biến thể phổ biến nhất sau khi lan tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Biến thể này có độ lây nhiễm cao hơn từ 50 đến 70% và có mức độ chết người cao hơn 30% so với chủng nguyên bản. Trong khi đó, biến thể từ Nam Phi cũng đã lây lan ra hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí nghiệm cho thấy, vaccine của Pfizer và BioNTech và Moderna tạo ra phản ứng miễn dịch yếu hơn với biến thể Nam Phi. Một biến thể khác có nguồn gốc từ Brazil cũng đã xuất hiện tại 8 nước. Dù đã có vaccine, nhưng những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã và đang làm chậm lại nỗ lực toàn cầu ứng phó với đại dịch COVID-19. Các hãng dược phẩm, nhiều chuyên gia và chính phủ các nước đang tăng tốc nghiên cứu, thử nghiệm về hiệu quả của vaccine với các biến thể. Năm nay, chúng tôi kỳ vọng chứng minh được rằng phiên bản vaccine mới sẽ tạo ra các kháng thể nhận biết biến thể mới,
Và sau đó, tương tự như việc nghiên cứu vaccine phòng cúm, mọi người sẽ quen với thực tế rằng chúng ta phải có thành phần mới, chủng mới trong vaccine cúm hàng năm để đuổi kịp các chủng mới xuất hiện thêm. Hãng Pfizer của Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành các nghiên cứu về vấn đề này trong vòng 100 ngày, thậm chí tiến hành với tốc độ ánh sáng nếu cần thiết. Anh cũng vừa đạt thỏa thuận với hãng dược phẩm COVAX của Đức để hợp tác phát triển vaccine ngăn ngừa biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline và COVAX hy vọng những vaccine ngừa các biến thể mà họ nghiên cứu có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào năm 2022. Còn AstraZeneca đưa ra triển vọng tích cực hơn với việc ra mắt các vaccine ngừa biến thể mới ngay trong mùa thu năm nay. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc trong công đoạn sản xuất đầu tiên tại Oxford và sẽ chuyển sản phẩm cho các bộ phận khác trong chuỗi cung ứng. Chúng ta có thể có phiên bản vaccine mới sẵn sàng để sử dụng trong mùa thu. Vẫn chưa thể khẳng định khi nào đại dịch kết thúc hay một loại vaccine nào đủ sức bảo vệ vĩnh viễn trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, với những nỗ lực hiện tại, các nhà khoa học hy vọng trong tương lai, vaccine ngừa COVID-19 mới sẽ đóng vai trò như những mũi tên nhắc lại, đủ sức ngăn ngừa các biến thể, bảo vệ người dân trước đại dịch. Thưa quý vị, người anh hùng hay bác sĩ đáng kính là những cụm từ mà người dân Trung Quốc dành cho bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo về căn bệnh viêm phổi lạ mà sau này chúng ta gọi nó là COVID-19. Cũng chính căn bệnh này cách đây một năm đã cướp đi sinh mạng của người bác sĩ trẻ này. Nhưng chính sự ra đi của anh là hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan trước dịch bệnh và mỗi cá nhân cần phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Sau khi khỏi bệnh, tôi vẫn muốn quay lại tuyến đầu chống dịch. Đó là mong muốn cuối cùng của bác sĩ Lý Văn Lượng trước khi khép lại cuộc đời mình ở tuổi 34. Mong muốn ấy đã phải dừng lại bởi chính căn bệnh mà anh từng cảnh báo với mọi người khi nó mới chỉ manh nha xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Khi ấy, có lẽ không ai nghĩ rằng căn bệnh bí ẩn này có thể nhanh chóng biến thành một đại dịch nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của hơn 2,3 triệu người chỉ sau một năm. Anh ấy là người đầu tiên cảnh báo tất cả chúng tôi về virus. Tôi nghĩ anh ấy thực sự đã rất can đảm khi làm điều này. Mặc dù việc đưa ra thông tin như vậy là nhạy cảm và gây tác động lớn ở thời điểm đó. Thật là một người dũng cảm và biết nghĩ cho mọi người. Công chúng công nhận anh ấy. Cá nhân tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được nhận nhiều danh hiệu chính thức hơn, thay vì bị đối xử như những gì anh ấy đã trải qua trong quá khứ. Bác sĩ Lý được chẩn đoán nhiễm virus corona ngày 1 tháng 2 năm 2020 và tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng suốt 5 ngày sau đó. Sáng 7 tháng 2, bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời. Ngay sau đó, truyền thông và dư luận xã hội đã dậy sóng. Người ta nói rằng chính quyền nợ anh một lời xin lỗi. Một năm sau, nhiều người đã tới bệnh viện Vũ Hán, nơi bác sĩ Lý từng làm việc, đặt hoa và những bức ảnh đen trắng của anh trước lối vào của bệnh viện để tưởng nhớ người bác sĩ này. Giữa những bông hoa này còn có cả dòng chữ: một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói như vậy. Suốt một năm qua, tài khoản Weibo cá nhân của bác sĩ Lý Văn Lượng đã trở thành nơi để nhiều người dân Trung Quốc chia sẻ niềm vui nỗi buồn giữa đại dịch. Và đến nay, trang Weibo của anh đã có hơn 1 triệu lượt bình luận. Dù người ta có gọi anh là người hùng hay là gì đi nữa, thì trên hết, Lý Văn Lượng vẫn là một bác sĩ tận tâm với nghề, một công dân có trách nhiệm với cộng đồng. Và vì thế, người dân Trung Quốc sẽ luôn nhớ về anh. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Số người thiệt mạng trong vụ lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya sáng ngày hôm qua đã lên tới 14 người, trong khi 192 người vẫn mất tích, 16 người đã được giải cứu. Vẫn còn từ 25 đến 30 người bị mắc kẹt trong đường hầm dẫn vào khu mỏ. Con đường chính để vào khu vực này đã bị sạt lở, đường hầm chứa đầy bùn. Lực lượng cứu hộ phải leo xuống sườn núi bằng dây thừng để tiếp cận hiện trường. Hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Những ngày đầu tháng 2 này, nhiều nước châu Âu đang đối mặt với thời tiết lạnh giá và bão tuyết. Tại các thành phố của Hà Lan, thời tiết lạnh giá với nền nhiệt xuống thấp tới âm 5 độ C, giới chức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mã đỏ trên toàn quốc. Trận bão tuyết có tên Dasi với sức gió lên tới 90 km/h.
Lượng tuyết dày từ 5 đến 10cm, một số nơi tuyết dày tới 30cm. Cơ quan khí tượng Anh và Bỉ cũng đã phát đi cảnh báo thời tiết và nguy cơ đóng cửa một số tuyến đường do tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm sâu, lớp tuyết dày tới 32cm, sức gió giật lên tới 80 km/h tại một số bang của Đức cũng khiến giao thông tê liệt cục bộ. Dự báo đợt báo tuyết sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết đêm ngày 8 tháng 2 với những đợt tuyết dày từ 15 đến 40cm. Dịch COVID-19 góp phần khiến tỷ lệ sử dụng tiền mặt tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, trong khi số gia đình lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và tiền điện tử tăng mạnh. Tỷ lệ sử dụng tiền mặt để thanh toán các khoản có giá trị dưới 1.000 yên, tức là khoảng 10 đô la, giảm từ 84% vào năm 2019 xuống còn 70,8%. Nguyên nhân của xu hướng này là do hệ thống quy đổi đi kèm với việc tăng thuế tiêu dùng đã thúc đẩy người dân Nhật Bản lựa chọn phương thức thanh toán gián tiếp. Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong chi tiêu cao nhất thế giới, do thói quen cất giữ tài sản dưới dạng tiền mặt và gửi tiền ngân hàng nhằm hạn chế chi tiêu hoang phí. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều. Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Quyên. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, rãnh mây dông sẽ tiếp tục di chuyển vào giữa Bắc Bộ. Cùng lúc đó ở phía Bắc, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc sẽ di chuyển xuống. Tương tác của không khí lạnh với rãnh mây dông sẽ tạo ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ. Với tổng lượng mưa trong đêm nay đến sáng ngày 10 tháng 2 phổ biến từ 30 đến 60mm. Riêng khu vực vùng núi có nơi trên 100mm. Mưa lớn cộng với gió đông bắc rét sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ giảm mạnh. Vùng núi nhiệt độ thấp dưới 17 độ, trời chuyển rét đậm. Còn ở vùng đồng bằng, nhiệt độ thấp dưới 19 độ, sấp xỉ rét đậm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng có mưa với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa to trên 70mm. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai, nhiệt độ cũng hạ xuống dưới 23 độ và trời chuyển rét. Đáng ngại hơn cả đó là tình trạng lốc xoáy, thậm chí là mưa đá diện rộng kèm theo gió giật mạnh có thể xuất hiện trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ. Còn đối với các tỉnh thành phía Nam, hôm nay và ngày mai cũng xuất hiện những nhiễu động trong đời gió đông di chuyển từ biển vào, khiến cho Nam Bộ và Tây Nguyên có nhiều mây hơn, lác đác một vài nơi có mưa trái mùa. Nhiệt độ ở Tây Nguyên ở mức dễ chịu là từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp dưới 33 độ. Trên biển, từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển sang hướng Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Từ ngày mai sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động, mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông cần đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đối với khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, gió hướng Đông Bắc cấp 4, cấp 5, mưa rông vài nơi và tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 45 phút chiều. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực chính phủ về COVID-19. Hà Nội bảo đảm người dân trong khu cách ly đón Tết ấm cúng và an toàn. Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 8 tháng 2 đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 mới tại Hà Nội 2, Quảng Ninh 3 đều có liên quan đến ổ dịch tại công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và 28 trường hợp mắc tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan ổ dịch phát hiện tại khu bốc dỡ hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ 7.300 nhân viên sân bay và phát hiện bệnh nhân 1.979 đầu tiên và 4 trường hợp dương tính, bệnh nhân 2002 đến 2005 được ghi nhận sáng ngày 8 tháng 2. Tiếp tục điều tra mở rộng các trường hợp tiếp xúc gần và xác định nguồn lây nhiễm đã ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới, nhiều khả năng đã lây lan trong cộng đồng từ trước chứ không liên quan đến hai ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Cái chủng của ổ dịch của thành phố Hồ Chí Minh ấy thì nó khác với Hải Dương và khác với cả Vân Đồn. Tức là gì? Đây là một cái hoàn toàn xâm nhập từ bên ngoài vào và nó không phải là cái chủng đột biến của Anh. Cho nên cái tốc độ lây nhiễm nó cũng có thể thấp hơn so với cái chủng của Hải Dương. Thế nhưng mà chúng tôi cũng nhận định là hiện nay là chúng ta đã bắt được các ca F1 dương tính nhưng mà ca F0 lại thành âm tính. Như vậy là nó có một cái thời gian nó lây lan trong cộng đồng. Và chúng tôi nhận định tình hình dịch của thành phố Hồ Chí Minh là khá phức tạp. Và cái việc mà lây nhiễm trong cộng đồng đang là hiện hữu và có thể con số phát hiện nó sẽ tăng lên trong thời gian tới đây, nó không còn là con số 30 mà có thể cao hơn con số này. Ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều địa điểm trong thành phố, điều này là chúng ta lo lắng bởi lẽ thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố đông dân cư. Nếu tính cả cái người ở lại lao động thì cũng trên gần 13 triệu dân. Việc thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một số ca mới trong cộng đồng, chúng ta cũng phải bằng những biện pháp quyết liệt hơn trong phạm vi quốc gia và đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh. Hiện dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát tại hai địa bàn bùng phát dịch là Quảng Ninh, Hải Dương và hầu hết các tỉnh thành phố. Trong 4 ngày gần đây đã ghi nhận số ca mắc mới dù có xu hướng giảm, hầu hết các trường hợp mắc là các trường hợp đã được cách ly tập trung. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cũng như các cơ quan liên quan báo cáo những biện pháp mạnh hơn để ngăn ngừa tình hình nghiêm trọng tại ổ dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo tình hình mua và sản xuất vaccine trong phòng chống dịch. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân. Thủ tướng biểu dương cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 361 đã triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp, canh trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao trong mọi tình huống, huấn luyện phòng không bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, tổ chức biên chế, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được giữ vững. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị toàn quân nói chung, quân chủng phòng không không quân Sư đoàn 361 nói riêng, tập trung thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc và tổ chức cho bộ đội đón Tết Tân Sửu theo đúng tinh thần, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vũ khí chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh. Đến năm 2030, xây dựng một số quân binh chủng hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, không để Tổ quốc bị động bất ngờ. Năm 2021, Sư đoàn quyết tâm triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá với tư tưởng chỉ đạo, chủ động, kiên quyết, hiệu quả, an toàn và phương châm hành động, đoàn kết, dân chủ, mẫu mực, kỷ cương, dứt điểm. Hôm nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phạm Minh Chính ân cần động viên thăm hỏi chúc Tết các thương bệnh binh và cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại đây, đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ trong lòng nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao tặng 95 suất quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và các thương bệnh binh.
Tiếp tục chương trình với những tin tức về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nước. Thưa quý vị, sáng nay mùng 8 tháng 2, sau khi kiểm tra tại khu cách ly tập trung Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai các phần việc, bảo đảm để người dân trong khu cách ly đón một cái Tết ấm cúng và an toàn. Trung đoàn 58, tiểu đoàn 14, tiểu đoàn 15 thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 năm 2020 được giao nhiệm vụ là nơi cách ly cho công dân. Đến thời điểm hiện nay, ba đơn vị đã đón tiếp 12 đợt với tổng số gần 3.500 công dân. Riêng trong đợt này, đơn vị đón 260 công dân là các trường hợp F1 của thành phố Hà Nội nằm rải rác ở 16 quận huyện với các độ tuổi khác nhau từ 2 tháng tuổi đến 75 tuổi. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của lực lượng quân đội, nhân viên y tế, các huyện được tăng cường ở đây. Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện phòng dịch không để lây chéo, đồng thời động viên người cách ly phải bảo đảm để người dân trong khu cách ly đón Tết ấm cúng, an toàn. Chiều nay mùng 8 tháng 2, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã về việc tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh COVID-19 lây lan. Trong hai ngày mùng 7 mùng 8 tháng 2, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc mới. Hiện các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch, phun khử khuẩn tại tất cả các địa điểm có liên quan tới ca bệnh. Ban chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các ca mắc tại cộng đồng ở Hà Nội có lịch trình di chuyển khá phức tạp, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Bên cạnh đó, đối với một số trường hợp cố tình không khai báo và không khai báo trung thực, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt nghiêm khắc theo đúng quy định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội vừa thông báo, tính đến 11 giờ ngày 8 tháng 2, TP Hà Nội đã phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Một tòa chung cư với hơn 1.200 hộ dân sinh sống đã được phong tỏa cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan. Các ca bệnh mới cụ thể là bệnh nhân 2009, ngụ tại chung cư The Garden Hill, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân 1.722. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con và người giúp việc của bệnh nhân 2009 cũng đã dương tính với COVID-19. Ngay từ rạng sáng ngày 8 tháng 2, tòa nhà chung cư với hơn 1.200 hộ dân nơi bệnh nhân 2009 sinh sống đã được phong tỏa. Ngành chức năng đã khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, đây là ca bệnh rất phức tạp vì bệnh nhân có đến 12 ngày ở trong cộng đồng, không khai báo y tế, mặc dù biết bản thân đã tiếp xúc với ca bệnh 1.722 trước đó. Ngoài ra, thành phố cũng thông báo có thêm một bệnh nhân mắc mới COVID-19 tại quận Ba Đình, có lịch sử dịch tễ đi về từ Gia Lai và đã được cách ly ngay khi về đến Hà Nội. Trưa nay mùng 8 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh sau khi ghi nhận thêm 24 ca dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình ở nơi có liên quan đến ca nhiễm để đẩy nhanh hơn việc truy vết. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các điểm phong tỏa kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để người dân ra vào khu vực phong tỏa. Hiện tại, tất cả các trường hợp được xác định dương tính đã được chuyển đến khu cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết những người tiếp xúc, đồng thời phối hợp với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thực hiện các xét nghiệm kháng thể để xác định tính chất lây nhiễm của những trường hợp trên. Bộ Y tế đề nghị thành phố khẩn trương, quyết liệt phòng chống dịch, tiến hành khoanh vùng thật nhanh những địa bàn có trường hợp nhiễm, lấy mẫu triệt để và trên diện rộng tất cả các trường hợp liên quan đến các ca bệnh và ở trong khu vực có ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo cụm gia đình, gộp mẫu từng hộ dân, nếu phát hiện nghi nhiễm thì sẽ đưa cả hộ đi cách ly và lấy mẫu lần hai. Thưa quý vị, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ngành giáo dục và đào tạo triển khai quyết liệt ngay từ khi Việt Nam xuất hiện ca nhiễm mới đợt 3 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Để chủ động kế hoạch dạy và học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện để xây dựng phương án cho toàn ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra hai phương án học tập cho học sinh trên địa bàn sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Phương án thứ nhất, trong trường hợp có thể đến trường tổ chức dạy học thì các trường phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống dịch bệnh theo quy định. Phương án thứ hai sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, việc quyết định tiến hành phương án học ra sao vẫn phải phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 4 Tết, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn tới các phòng giáo dục và các nhà trường để chỉ đạo về việc đi học trở lại như thế nào. Trước mắt, các nhà trường cần chuẩn bị chu đáo việc đón Tết cho giáo viên, học sinh, đảm bảo trực Tết nghiêm túc, an toàn, chống cháy nổ. Sáng nay, tại kỳ họp thứ 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thông qua nghị quyết về một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Quảng Ninh sẽ rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển để tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương, tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo quy định. Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để mua vaccine triển khai tiêm phòng trong toàn dân. Riêng kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021 dành cho việc mua vaccine là 500 tỷ đồng. Sau đây là thông tin chúng tôi cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca cộng đồng, trong đó có 3 ca tại tỉnh Quảng Ninh, 3 ca tại thành phố Hà Nội, 2 ca tại tỉnh Gia Lai, 25 ca tại thành phố Hồ Chí Minh và 12 ca tại tỉnh Hải Dương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.050 ca. Trong đó, số ca điều trị khỏi hiện là 1.472 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 89.782 người. Tiếp nối chương trình, các địa phương triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Triển khai các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm. Kính thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã để lại nhiều dấu ấn với sự đổi mới về công tác nhân sự và nội dung văn kiện. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, định hướng cho đất nước phát triển kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm kỷ niệm thành lập nước. Nhiều nội dung mới được đưa ra vào văn kiện đại hội cùng với 36 ý kiến tham luận tại hội trường về các vấn đề sát sườn trong phát triển đất nước giai đoạn mới đã làm nên thành công của đại hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết đã nêu lên tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nhưng nếu như chúng ta có thể tập trung và thực hiện tốt những cái nghị quyết, những cái chỉ thị của chính phủ trong cái chỉ đạo điều hành để chúng ta thực hiện theo đúng cái đường lối và những cái chủ trương của Đảng thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt được qua những cái thách thức, thử thách của 2021 cũng như tiếp tục thực hiện thành công những nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 hướng tới cái mục tiêu của 2030 và 2045, những sự kiện trọng đại của đất nước để đưa đất nước ta trở thành cái đất nước phát triển có thu nhập trung bình cao. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh, bổ sung phát triển năm 2011 và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng. Có lẽ chưa có đại hội nào mà Đảng ta lại đưa ra một tầm nhìn xa như thế. Cái tầm dẫn dắt, cái tầm định hướng rất là xa. Nó là một đại hội dẫn dắt. Nhưng mà cũng là một đại hội truyền cảm hứng rất là mãnh liệt. Lần đầu tiên trong văn kiện đại hội
vang lên hai tiếng khát vọng phát triển. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đưa ra văn kiện định hướng quan trọng để phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Với sự thành công rực rỡ của đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tin tưởng rằng Ban chấp hành khóa mới sẽ đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn để đưa Việt Nam phát triển với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để Việt Nam vững vàng vượt qua khó khăn thách thức, bước vào thời kỳ phát triển mới. Thưa quý vị, sáng nay mùng 8 tháng 2, tại Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hải Phòng có 9 đại biểu Quốc hội được bầu theo phân bổ, 4 đại biểu Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú làm việc tại địa phương. Cơ cấu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 6 người, cơ cấu hướng dẫn giới thiệu 10 người. Tổng số ứng cử viên do các cơ quan Trung ương, địa phương giới thiệu là 20 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu là 67 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là 131 người. Cũng trong ngày 8 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị nhấn mạnh việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là giai đoạn hết sức quan trọng. Các đại biểu cần phát huy tinh thần, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng số lượng, cơ cấu thành phần, người được giới thiệu ứng cử, tạo sự thống nhất về số lượng cơ cấu, dự kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người được giới thiệu là 112 người, trong đó số lượng người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 62 người, số lượng ứng cử ở địa phương là 50 người. Cơ cấu định hướng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 đại biểu ở địa phương là 25 đại biểu. Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 cho liên doanh đầu tư gồm Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Marubeni Nhật Bản với số vốn đăng ký 1,3 tỷ đô la Mỹ. Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 có công suất thiết kế hơn 1.000 MW, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho khu vực và hệ thống điện lưới quốc gia, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 cùng với các dự án có liên quan, đặc biệt là dự án ống dẫn khí Lô B Ô Môn, sẽ góp phần đưa trung tâm điện lực Ô Môn đi vào hoạt động đồng bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết lao động, việc làm cho người dân. Dự án đầu tư này đã đưa Nhật Bản vươn lên đứng đầu trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố Cần Thơ với 7 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 1,35 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, khác với nhiều năm trước, cứ mỗi dịp Tết đến thì giá cả các mặt hàng thực phẩm đều tăng, điển hình là giá thịt lợn. Thế nhưng năm nay lại khác hẳn, giá thịt lợn dịp cận Tết Nguyên đán không những không tăng mà đang giảm mạnh. Đây là diễn biến bất ngờ, thậm chí là rất lạ so với nhiều năm và trái ngược với nhiều dự đoán trước đó. Giá thịt lợn hơi giảm mạnh khiến cho giá thịt lợn bán lẻ giảm, người tiêu dùng có tâm lý dễ thở hơn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận tại các huyện ngoại thành Hà Nội, giá thịt lợn hơi cách đây hơn 2 tuần được các trang trại bán ra là 82.000 đồng 1 kg. Đến ngày 6 tháng 2, giá giảm xuống còn 77 đến 78.000 đồng 1 kg, tức là giảm từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg. Đầu tháng thì chúng tôi nhập lợn vào tháng 1 ấy, là nhập lợn vào cái tầm 87-88. Nhưng đến bây giờ thì xuống chỉ còn có 77-78 thôi. Theo nhận định, đây là mức giá người chăn nuôi vẫn có lãi, cơ sở giết mổ, tiểu thương và người tiêu dùng cảm thấy dễ thở hơn, kích thích tiêu dùng sau một năm giá cả đầy biến động. Riêng cái mặt hàng thịt lợn thì theo tôi đánh giá là cái nguồn cung của chúng ta là tương đối ổn định và tương đối là dồi dào, cho nên là cái giá cả năm nay nó không có biến động nhiều.
Tại một số chợ truyền thống hiện giá bán lẻ tại Hà Nội, giá thịt lợn có giảm nhẹ nhưng sức mua vẫn chậm. Thời điểm mà không dịch chúng tôi làm có thể 7-8 con lợn, nhưng dịch thì chúng tôi làm 2 con thôi. 2 con còn ế, trái vào chợ đâu mà mua. Vì dịch Covid là các nhà hàng là họ đã đóng cửa và nghỉ, nên đâm ra là cái lượng hàng bọn tôi sẽ giảm đi rất là nhiều. Rồi cái lượng khách vào đây mua rất là ít, người ta sẽ hạn chế đi vào chỗ đông người. Nhằm đáp ứng thực phẩm Tết, nhất là đối với mặt hàng thịt lợn, nhiều hệ thống siêu thị cũng đã chuẩn bị nguồn cung hàng từ rất sớm, đồng thời cũng đưa ra các chính sách khuyến mãi về giá để kích cầu tiêu dùng. Để đảm bảo cái nguồn cung cũng như là chính sách giá cả, thì chúng tôi cũng nhập khẩu trực tiếp sản phẩm thịt như là thịt bò, thịt heo, thịt gà. Vào thời điểm này thì giá thịt heo tại hệ thống Biagimart là được bình ổn và còn đang được khuyến mại từ nay đến Tết Nguyên đán nữa. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán giá thịt lợn sẽ không tăng do nguồn cung dồi dào. Thêm vào đó, tâm lý dịch bệnh cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh hàng quán nên nhu cầu giảm. Thậm chí nhiều xu hướng dự đoán giá lợn hơi sẽ tiếp tục giảm nhẹ sau dịp Tết Nguyên đán từ 2 đến 3.000 đồng 1 kg. Vâng, và chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Như mọi năm, đây là thời điểm người dân tấp nập đi mua sắm đào quất và các loại hoa chơi Tết. Nhưng năm nay, do dịch bệnh COVID-19, các cửa hàng hoa và cây cảnh dường như là chưa đón được nhiều khách hàng ghé thăm. Tại vựa hoa miền Bắc ở huyện Mê Linh, Hà Nội, khác với cảnh vận chuyển tấp nập cận Tết năm ngoái, đợt này hoa lên chậu nhiều hơn nhưng sức mua không nhiều và giá không cao. Giá những chậu quất bonsai có giá từ 300.000 đồng một chậu, cây mai trắng bonsai giá chỉ trên dưới 700.000 đồng một chậu. Cành đào Nhật Tân năm ngoái giá khoảng 600.000 đồng thì nay chỉ tầm 300 đến 350.000 đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tại vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá rất mạnh, đang bị giảm sâu so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái giá thanh long ruột đỏ vụ Tết luôn ở mức 30.000 đồng đến 32.000 đồng 1 kg, thì nay giá chỉ ở mức 15.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg. Không chỉ rớt giá, sức mua năm nay cũng giảm. Tết đã cận kề, nhưng người trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kém vui vì tỏi năm nay rớt giá mạnh. Mấy năm trước, tỏi có giá hơn 120.000 đồng 1 kg, nhưng nay giảm còn chưa tới 40.000 đồng 1 kg. Hiện lượng tỏi còn nhiều nhưng không có đầu ra. Hơn nữa, tỏi các tỉnh phía Nam trồng nhiều nên tỏi Lý Sơn tiêu thụ cũng chậm. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 163 về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây lan sang người. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống cúm gia cầm và bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, triển khai các hoạt động phòng chống các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người, tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm. Sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và liệt sĩ Thượng sĩ Võ Văn Toàn là công an quận Sơn Trà đã hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 vào tháng 4 năm 2020. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ công an đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhân dịp này, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã ra mắt và trao cuốn sách Các anh đã sống như thế cho thân nhân hai liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn nhằm gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến với người thân của hai liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã và đang hoàn tất các bước chuẩn bị Tết Quân dân năm 2021. Hoạt động ý nghĩa và nhân văn này đã bước sang năm thứ 15 và sắp tới sẽ được tổ chức tại xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian diễn ra Tết Quân dân năm 2021, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ sẽ mở rộng con đường dài 1,2 km, xây dựng và mở rộng 7 cây cầu bê tông, phát quang 5 tuyến đường, trao 1.000 phần quà tặng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn, tặng 100 suất học bổng, xây 38 căn nhà tình thương, tình nghĩa. Dạ, được ngôi nhà mới, cảm xúc rất là vui, tại vì lúc trước nó dột quá trời dột,
với gia đình không có điều kiện cắt, nhà nước cho ngôi nhà, mừng rất là mừng. Thì hồi nào giờ cái nhà nó sụp sập lắm, nhưng mà cho thì mừng dữ lắm rồi đó. Cũng gắng làm cho nó phấn đấu rồi lên coi. Thì cảm ơn chính quyền rồi nhà tài trợ rồi giúp đỡ cho mình bà con trong thôn ấp rồi này kia đó. Qua 14 lần tổ chức, kinh phí đầu tư cho hoạt động Tết quân dân là hơn 270 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã xây tặng 526 căn nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.000 lượt người, hỗ trợ hàng nghìn gia đình chính sách và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chúng tôi hy vọng hàng năm đó thì cái chương trình, cái nội dung Tết quân dân này rất có cái ý nghĩa rất là quan trọng, thiết thực cho các cái địa phương, cho các quận huyện. Qua cái chương trình mà Tết quân dân đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng để lại những cái ấn tượng như người bộ đội cụ, với tính chất là bộ đội cụ Hồ, xuống gần gũi với dân. Mô hình Tết quân dân là một trong những điểm sáng của phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đồng thời qua đó tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ với nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về COVID-19. Thủ tướng cho rằng trước tình hình diễn biến phức tạp thì càng phải bình tĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý kiên quyết và đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Hôm nay, một tòa nhà chung cư tại Hà Nội với hơn 1.200 hộ dân, nơi bệnh nhân 2009 sinh sống, đã được phong tỏa. Ngành chức năng đã khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, đây là ca bệnh rất phức tạp vì bệnh nhân có đến 12 ngày ở trong cộng đồng, không khai báo y tế. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 cho Liên doanh Đầu tư Việt Nam và Nhật Bản có tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Dự án này cùng với nhiều dự án liên quan khác sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết việc làm cho người dân. Ấn Độ thông báo đang phát triển thêm 7 loại vaccine COVID-19 do nước này sản xuất, trong đó có 3 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ấn Độ hiện là tâm dịch COVID-19 lớn thứ 2 trên thế giới, với tổng cộng hơn 10,8 triệu người đã nhiễm bệnh. Quý vị khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.